Các bạn xem nha, đây là loại dừa, gọi là loại dừa gì đây ta? Loại dừa gì ở Bến Tre á, nhưng mà đít nó dài dài nè. Còn loại dừa này là loại dừa đít tròn. Thì tròn. Lúc nãy mình có ăn một cái loại dừa màu vàng, màu ngã vàng ở bên kia. Thì nước nó cũng không có được ngon lắm, nó hơi chua. Cho nên bây giờ mình sẽ chuyển qua mình ăn loại dừa khác. Đó là loại dừa tròn. Thì hy vọng là loại dừa này nước nó sẽ ngọt hơn. Và cái cơm dừa nó cũng sẽ ngọt hơn so với lại loại dừa lúc nãy. Chua quá nè, chua. Sau loại dừa này, ăn thử loại dừa này. Đây, một loại dừa rất là... loại dừa này gọi là loại dừa gì ta? Nói chung là nhìn bề ngoài thì nó cũng không có được ngon lắm. Cũng nó hơi quá. Xù xì. Đây. Nhưng mà... Đây. Đây, để mình sẽ uống thử và mình sẽ nêu cảm nhận thật là chân thật cho các bạn xem. Không, anh nè, anh chỉ có lật lẩu ra. Nước nhiều. Sorry, chưa đúng mạch nước. Đúng cái mạch chứ. Ngọt. Cái này ngọt hơn cái lúc nãy. Màu xanh mà. Nhưng mà cũng có ga rồi. Thôi nhưng mà ngọt hơn cái lúc nãy nhiều luôn á. Cái này có ga mà. Thơm hơn nữa. Đây để bức thử cái trái dừa coi. Để cho mọi người biết. Các bạn so sánh hai loại dừa. Ê, trái này nhẹ quá ha. Em không trái này biết. Nó dài và bề ngoài nó khá là xù xì và nó rất là nhẹ. Còn trái này thì các bạn có thể cầm nó rất là nặng. Tên gì? Không biết luôn, dừa Bến Tre hết luôn á. Nhưng mà hai cái này là hai loại dừa khác nhau. Đây là cảm nhận nước của nó như thế nào. Chặt đi em. Ngọt thiệt, chút nữa mình sẽ review cơm của dừa này cho các bạn coi.